mọi người có thể tham khảo mẫu mã và giá cả của nhà Minh Thiên thì hãy gõ vào trên trang web của Minh Thiên nhé, là khuôn hàng rào.com. đó, khuôn hàng rào.com để tham khảo mẫu mã và giá cả từng loại nhé. Đó, đây là những chiếc khuôn cột. Khuôn cột này là cột vuông 50 nhé. Đó, cột này là cột vuông 50, có giá bán là 10 triệu. 10 triệu một khuôn này nhá các bác nhá. Đó. Nếu các bác nào làm xây dựng thì cực kỳ thích cái loại khuôn này. Là vì thứ nhất là làm thay cốt pha luôn. Thay cốt pha để đổ sau khi dỡ sản phẩm ra ta không phải chát nữa. Đó, mà cực kỳ là chắc chắn, chủ nhà thì lại quá là thích rồi. Vì là nếu như chúng ta đổ bê tông xong sau đó chúng ta chát vào thì lớp vữa trước và lớp vữa sau nó sẽ không thể bằng cái cột đổ trực tiếp được. Đó, mọi người có thể tham khảo nhé. Nhà Minh Thiên thì rất nhiều các loại mẫu khuôn đổ, khuôn mẫu xây dựng và khuôn đúc chậu. Đó, mọi người có thể tham khảo nhé. Khuôn thì hãy gõ vào trên trang web nhé, khuôn hàng rào.com, hoặc gõ vào nếu mà đăng YouTube thì sẽ gõ vào cái đường link ở dưới YouTube, vì nhà em thì vẫn hay hay đăng cái đường link để cho mọi người gõ vào đấy để tham khảo mẫu mã và giá cả của từng loại khuôn chậu. Đây là khuôn cột này, cột này mọi người có thể xem có hoa văn, nếu khách hàng muốn hoa văn thì làm hoa văn, mà không muốn làm hoa văn thì chúng ta có thể làm cột trơn. Cột này đang có hoa văn. Đây. Hoa văn đây. Khá là đẹp luôn. Bên trong cực kỳ là bóng.